Mình chào cả nhà luôn nha. Hôm nay thứ bảy nữa cả nhà. Cũng như này mình đi luồng 7 này cũng có 10 ngày nha cả nhà. Thì vô tới luồng 7 rồi. Đây mình có 10 cái nha. Đó. Vô tới 7 rồi. Ngay chỗ đó là có người đang đang xả lúa cả nhà. Ngay luồng 7 của mình luôn. Đứng đây nãy giờ luôn. Không biết sao vô thăm nữa. Thăm thì mất sợ mất lợp nữa nha. Thì dụng cụ hàng ngày cũng mấy cái lợp xích cua nữa cả nhà. Đó. Giờ ở dưới là chuột nha. Rồi. Giờ mình vô tới 7 mình quay lại cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà xem thấy hay thú vị á. Cả nhà nhớ cho mình một like và một đăng ký nha. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Rồi giờ mời cả nhà mình trải nghiệm theo mình thăm mấy gắn nha cả nhà. Rồi, tới 7 luôn cả nhà. Cái này mình quên nữa nè. Ừ, còn đây nè. Quên hoài cái này luôn. Cái đầu tiên là cái tiền đâu. Rồi, cái đầu tiên nhẹ tay ra luôn rồi. Còn chuột nè cả nhà. Tục quớt nha. Vừa hết lúa luôn. Đây, cái thứ hai nha cả nhà. Nắng quá nắng. Dạ. Đi đuối luôn. Còn chua còn lúa luôn cả nhà. Quớt nha. Người ta dòm quá trời luôn. Tới 7 luôn cả nhà. Sớm như mình thăm tuốt tên đó. Tức quớt. Kinh tên. Hôm nay nó không chạy cả nhà. Ồ, nặng nặng nè cả nhà ơi. Không thấy gì hết trơn. Còn gắn hổ cả nhà ơi. Nha. Đây. Em gắn hổ đầu tiên của mình nha cả nhà. Liệt hôm hết luôn nè. Ghê không? Con này tung tày mỏ tên cả nhà. Quá ngon. Và để mình kiếm chỗ mình bắt mát mát rồi mình bắt ra cho cả nhà mình xem luôn nha. Bấm dừng cái nha cả nhà. Mình bắt gắn hổ qua luôn nha cả nhà. Sớm mình thăm bến cũng được con hổ hành. Lạ ghê. Quay đậu bển này em. Quay đầu ra liền cả nhà. Còn đúng ngoan luôn. Ui. Quá đã cả nhà ơi. Đây. Đó. Em gắn thứ hai của mình nha cả nhà. Đó được con hổ hành nữa. Ngon chưa? Và để chút nữa tới 7 mình quay tiếp cho cả nhà mình xem nha. Này có gió chướng cái gắn hổ đi lại cả nhà. Tiếp tục cả nhà. Cái này thì em đặt lâu ghê luôn, không chạy con gì hết cả nhà. Mới xuống 7 rồi đầu đẳng á. Mình dính được con hổ đất. Yên con hổ sáp. Tới giờ luôn á cả nhà. Không chạy gì hết. Đó, chỗ còn nằm tông rồi cả nhà. Đây bấm dừng cái nha. Đầu ngoài này là dính gắn hổ nè.
tới giờ không chạy, không chạy con gì nữa. Mình thăm 4 chuyến rồi đó, 4 chuyến thì chưa thấy gì hết đó. Tức quất phần đặt ngoài đây nó tống lắm, không có chỗ nào đậy á cả nhà, không có chỗ nào để giấu cái bẫy. Mình kiếm cỏ đậy lên, đậy cỏ gom nó vậy đó, chứ không có con gì không. Chuột còn cả nhà ơi, cái này không dính luôn nha cả nhà, tiếp tục cả nhà ơi. Công nhận này nắng ghê luôn cả nhà, hôm nay không có mưa, không một hột mưa luôn, hay gió chướng lại hết mưa. Ui, ui, nặng như vậy. Trời ơi, con hổ nữa cả nhà ơi. Trời ơi, nặng dữ lắm. Nè, lẻ nè. Nè. Đó cả nhà thấy không? Trời ơi. Đó. Ủa, sao con này nhỏ mà nặng như vậy? Con nào hai con không? Ghê vậy. Này chỗ này im lắm nha cả nhà, mình đeo lâu lắm luôn rồi đó. Trời ơi. Ủa hai con. Ô. Trời ơi con nè cả nhà ơi. Hết nói rồi. Này vô lâu rồi cả nhà, hai con vô lâu rồi. Gài hôm trơn. Rồi hai con nó yêu nhau hay gì cái nằm nè, thấy thương không? Nó hai cái đầu nè cả nhà. Đó, ngay đây nè. Cả nhà thấy không? Ui ui nó xuống nè cả nhà ơi. Còn gì bằng nữa. Đã thiệt là quá đã. Ừ. Rồi thôi để mình ra ngoài mình bắt cho cả nhà mình xem nha. Rồi giờ mình bắt ngắn ra luôn nha cả nhà. Cái này gió chướng mạnh nè, hổ chạy ghê lắm nha. Này hai con bắt kỹ kỹ chút nha cả nhà. Giờ nằm im ghe luôn rồi, hai đứa nó đang ấm dắt trưa. Em này ngoan nè, ngoan, con nào vô tước đang đó ngoan. Nó vô rồi mà không vô. Trung hả mày, trung hả mày. Trời ơi, đi vô rồi giờ bò ra nữa. Con nó bò vô, con nó bò ra luôn rồi. Đừng sao đây. Trời ơi, vô wow kìa. Cái hang bự chảng kìa, không vô. Hai con này nó quằn thiệt chứ. Gì vậy trời, không chịu ra hả? Rồi là tức á. Không ra. Rồi, con tổng khè. Ôi trời. Giận thì ghê thiệt chứ. Con này mắc chứng dịch gì nó không chịu ra. Ôi có tức á. Đọt mấy bà mày đâu nè. Ôi ơi trời.
Trời ơi, nó chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô. Nó quằn mình từ sớm giờ luôn cả nhà. Ừ, hai con này nó quằn ghê thiệt chứ. Ba con nha, ghê chưa? Hồi nay chạy căn hổ không à cả nhà ơi, ấn quá. Rồi để chút nữa tới 7 mình quay tiếp nha cả nhà, không biết còn nữa hay không nha. Trời ơi, cái này vô động gắn hổ thiệt kìa, xâm nhập động gắn hổ nha cả nhà. Đó, quá sướng. Rồi thôi mình bấm dừng cái nha cả nhà, mình mới thăm dính được con gắn gáo nha cả nhà. Đó, nó canh là mới gài vậy, nó canh vậy nè, sợ tuôn ra quá trời luôn. Đó, đó, chọc ra nè, chạy có nợ chạy ra cái mắt luôn nè. Ôi, con này ngu, con gáo bự nha cả nhà, đá ghê không, nóc hả, ngồi xuống luôn bắt nó. Đó đó đó, ủa đó đó, nó ra, nó ra, nó ra, nó ra nha cả nhà, con này sắp lột rồi. Nù, trời ơi nó đã, con này thịt dữ lắm nha cả nhà. Chiến hỏi mình dính con bự 8 lạng luôn, con gáo gì nè. Rồi để mình bỏ vô một cái nha cả nhà, đẹp ghê ha, con này chắc mới lột nè cả nhà. Rồi, tới 7 nữa nha cả nhà, nó chỗ này ngon ghê luôn. Bữa mình vô mình đặt thấy có dấu đặt rồi. Đẩy, đẩy vào cái lá lại khô queo hết trơn, con lỏng à. Chỗ này rồi, kiến vàng đeo bít cái lợp luôn. Cái gì đây? Ôi sao dính hổ ngựa mà à, nó ấu con chuột á cả nhà. Ôi kiến vàng không à, ấu con chuột. Ý gắn chết nè, ăn hổ hành nè cả nhà, hổ hành nhỏ nè, nè thấy xương không. Này cái này dính hai con nha cả nhà. Rồi để mình đặt lại một cái nha. Cái này hai con nè cả nhà. Chết hết một con. Không chịu ra hả mày? Lôi nó ra. Trời ơi, nó dơ. Cắn hả? Cắn hả? Cắn hả? Cắn hả? Rồi, mình bắt gắn xong rồi nha nha. Rồi, để chút nữa tới 7 quay tiếp nha cả nhà. Tiếp tục nha cả nhà. Tìm ghê luôn, chưa chạy rồi nha, hiu cả nhà ơi, chuột còn, cái này không dính nha cả nhà. Tiếp tục cả nha, tới 7 nha. Này, này hỏi mình thăm còn nước, cá còn còn bơi 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 còn giật ý ý ý, nè cá tê, cá tê kìa. Rồi vô hang luôn rồi. Trời ơi, trong đây có cá nha cả nhà. Ôi nó hang bóng lưỡng luôn. Nó chạy ra đây cái nó thấy mình cái nó chạy vô nè cả nhà. Nó vô nằm kìa. Để mình thọt vô mình bắt nó thử ra. Cá nằm nè cả nhà. Đó. Đó nó ra. Đó. Rồi. Tường nó tổng luôn rồi. Nó sao bắt đấy. Mồi từ sớm giờ bắt được con rồi cả nhà. Còn con trống nữa, mà sâu quá. Mồi không nổi. Trời ơi, hang nó bự ghê luôn á cả nhà. Nè, bảy bên đây. Nãy giờ chưa có thầm nữa nha. Rồi, tôi quá rồi.
Đó, ông chạy ra ông hỏi lúa đâu, lúa tao đâu, lúa tao đâu. Còn lúa mà. Hỏi gì mày? Rồi thôi để tới 7 mua tiếp nha cả nhà. Rồi, mình về tới nhà nha cả nhà. Lấy hết mấy cái lợp về luôn cả nhà ơi. Thành quả ngày nay của mình đây. 3 MDK. Nhiều ký vậy ông chủ? Đây, hết hồn à. Trời ơi. Giờ nhỏ lên không thấy. Đây được 3 con nha cả nhà. Đó. Ngon chưa? Đây. Đó. Rồi thôi mình chào cả nhà mình luôn nha. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau nha. Bye bye cả nhà mình. Bye bye.